đoạn ác tu thiện. Ông nói bỏ ác dương thiện tức là đoạn ác tu thiện. Ở những chỗ nào? Ở khởi tâm động niệm, ở ngôn ngữ, ở tạo tác, bao gồm ba nghiệp thân khẩu ý. Chúng ta có nói thân là tạo tác, khẩu là ngôn ngữ, ý là khởi tâm động niệm. Ba nghiệp đều phải thiện. Tâm thiện không tham, không sân, không si, không ngạo mạn, không nghi ngờ, tâm này sẽ thiện. Đặc biệt là đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, không thể nghi ngờ. Chắc chắn chúng ta không sánh bằng cổ nhân. Nhất định đừng cho rằng chúng ta bây giờ có tri thức rất phong phú, có tri thức khoa học kỹ thuật người xưa không có. Không thể nào nghĩ như vậy. Bởi vì tri thức không phải là thứ quan trọng, trí huệ mới quan trọng. Trí huệ từ đâu mà tới? Trí huệ từ tâm thanh tịnh hiển lộ ra. Tâm người xưa thanh tịnh cũng tức là phẩm đức của người xưa cao hơn chúng ta. Trí huệ của người xưa cao hơn chúng ta. Cuộc sống của người xưa hạnh phúc hơn chúng ta. Mặc dù hôm nay chúng ta có rất nhiều tri thức khoa học kỹ thuật, chế tác những công cụ hiện đại hóa này, nhưng chúng ta sống rất vất vả. Chúng ta không có hạnh phúc để nói. Bởi vì tâm khí lao sao, không sanh trí huệ, chỉ sanh phiền não. Ý niệm tâm linh còn đem tới sự thay đổi sinh lý thực tế. Dùng ý niệm để suy tưởng, tức là phát ra niệm tưởng của chúng ta, có thể khiến con người thay đổi một số bộ phận trên thân thể. Những bộ phận này đều là bệnh tật, có thể phục hồi lại những bệnh tật này, khôi phục bình thường. Tưởng tượng da dẻ chỗ đó là khôi phục bình thường, dễ nhìn thấy, hiệu quả nhất cũng là nhỏ nhất. Da chúng ta chỗ nào ngứa, đau ngứa, quý vị liền dùng ý niệm, sự đau ngứa chỗ này không còn nữa. Quý vị dùng phương pháp này, đây là hết sức nhanh, lập tức thấy hiệu quả, quả thật có thể đạt được. Đừng đi giúp chúng, quý vị chỉ dùng ý niệm để tưởng. Đây là hiện tượng người bình thường hay có, đều có thể dùng phương pháp này. Từ từ quý vị sẽ hiểu được công năng bất khả tư nghị của ý niệm. Sau đó tới khi bị bệnh nặng, ví dụ như dưới đây có nói, tính tâm là công cụ trị liệu rất đắc lực, thuốc an ủi có thể phát huy hiệu quả niệm lực. Trong bệnh viện chúng ta thấy bác sĩ đối với người bệnh nặng thường dùng phương pháp này, cho họ một loại thuốc nhưng không phải trị bệnh của họ, nói với họ thuốc này hết sức có tác dụng, sau khi anh uống bệnh nhất định sẽ khỏi. Họ uống xong thực sự có hiệu quả. Đây là sao? Đây gọi là thuốc an ủi, không phải thuốc men thật sự, nhưng là dùng tâm lý của người bệnh khiến họ chuyên chú vào thuốc này là thuốc tốt, đối với chứng bệnh của họ dễ trị lành cho họ, thực sự cũng đã trị lành cho họ. Tình hình này trong trị liệu ngày nay được sử dụng rất rộng rãi.
đặc biệt là đối với người bệnh nặng, người già. Bệnh nan y, không thuốc mà lành. Như phía trước chúng ta đã lấy ví dụ, những người mắc bệnh ung thư ở tiểu viện Sơn Tây này, người mắc bệnh hồng băng lan sang ở Đông Bắc, đây đều là bệnh nan y, nhưng chính họ đã lành rồi, không cần trị liệu cũng lành. Đây là gì? Cũng là một sự thể hiện của niệm lực. Họ biết bản thân của họ bệnh rất nặng, chính họ biết bệnh của mình sống không được lâu, họ liền buông bỏ ý niệm sống chết